Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với Trái Phố Núi. Ôi, Trái Phố Núi là đang ở trong cái vườn mận này. Như cái tiêu đề thì các bác biết, anh em biết đó. Trái Phố Núi thăm cái vườn mận này sau 1 năm trồng và chăm sóc nha các bác nha. Đây, 1 năm nở hoa, ra hoa hết các bác. Đây, quay lại cái cam này cho anh em nhìn rõ này. Cây này cũng tương đối nhỏ thôi, 1 năm, đúng tròn 1 năm luôn các bác ạ. Hôm nay hôm 28 Tết rồi. Ra hoa khá là nhiều luôn. Mà cái đợt này ra hoa này trúng mưa này. Hôm nay thì tạnh rồi, có vẻ là hừng nắng. Nhưng mà vẫn có những giọt sương đậu trên những cái bông hoa này. Chưa có ong hoặc là côn trùng đến để thụ phấn. Cây trong kia thì nhỏ thôi. Cây này cũng ra hoa này. Đa số cây nào cũng ra hoa, mà một số cây nó ra muộn thôi các bác nhé. Đây này, nó có nụ hết rồi nhưng mà nó chưa nở những hoa dưới này. Đa số đều có hoa hết nha các bác nhé. Những cây này cũng có khá nở là khá nhiều, nở một phần nhiều rồi, còn những ngọn này cái nụ nó chưa nở thôi. Ngoài kia các bác cũng thấy này, một số chấm trắng trắng này là hoa của nó, và một số thì nó chưa nở nha các bác nha. Đây, những cây này cho các bác nhìn rõ luôn này, cành nó nở hết này. Đây, cành này nó chưa nở nha các bác nhá, thấy chưa, chưa nở cây này. Còn nụ hết rồi thì chuyển nở thôi. Cây trên này cũng thế, là một phần rồi. Đây cây có rất nhiều nụ luôn, mới nở một phần. Nếu mà những cái hoa này mà nở, sắp tới nở vậy thì lại ngon. Thời tiết nó ấm dần này, với lại nắng này nữa thì ong có thể đi lại được thì lại ngon, có thể côn trùng với ong lại thụ phấn được cho hoa. Năm nay lại chắc là sai đấy. Những cây này chưa nở này, nó rất ít thôi. Ong hình như hôm nay có vẻ là đi lại rồi đấy, bởi trời tạnh rồi mà hơi hứng nắng rồi các bác, hứng nắng rồi. Cây này chưa nở này. Cây non này mình là chăm sóc nó hơi nhiều nên nó nở hoa muộn một chút, mình cho bón phân muộn, bón nhiều đợt hơn. Nhưng những cây già ở dưới này thì nó ra trắng hết rồi. Cây già nó phát triển những cái tán nó lớn rồi thì mình không cho phân nhiều nữa, vì nó cho quá nhiều nó lại không ra hoa đúng cái mùa, với lại là những cái cành nó cũng đã sát nhau hết rồi. Đây là nở trắng hết rồi, đa số nở gần hết rồi, những cây già già này. Như mọi năm cái hoa nở ra trắng như thế này thì ong bay ở trong cái vườn này quá là nhiều luôn, coi như năm nay cũng có vài chú ong rồi nhưng mà nước ở trên cái xương này nhòe, cho vào gần nó nhòe đúng không? Xương ở trong những cái cánh hoa này, bông hoa nó vẫn còn, nên là ong nó không không lấy phấn được.
dưới một số cành chiết của mình. Nó trước cũng ra rễ rồi nhưng mà mình chiết hơi muộn, thế là nó rễ nó chưa già nên chưa cắt được. Cái thời tiết này thật mưa ẩm hay là trồng quá tuyệt vời. Đây, bưởi này chắc là ăn được nhỉ. Mình bọc qua này. Còn này căng hết túi rồi. 35 nhân 40. Căng hết túi rồi, chắc mình phải bỏ cái túi này ra. Chật kín này, cứng hết rồi. Ra rất là nhiều hoa luôn. Bưởi. Chắc là mình phải bón phân mới được. Không là nó nhiều quả này nó không không thì nuôi quả được ấy. Hồi phải đẹp rừng rồi nhá. Cảm ơn anh em và các bác đã theo dõi.